Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên địa bàn thành phố. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Sơn Trà và huyện Hoàng Sa gồm các ông bà Lê Phú Nguyện, Trần Lê Tuấn và Lê Thị Hồng Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Sơn Trà đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin về những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua. Những nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp cũng như những kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri quận Sơn Trà. Cử tri quận Sơn Trà bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao kết quả cũng như chất lượng kỳ họp thứ 7 vừa rồi, nhất là các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Lạc quan về sự hồi phục nền kinh tế xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm, cử tri tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực phục hồi các lĩnh vực kinh tế trọng điểm mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, nhất là đối với những đối tượng vẫn còn chịu nhiều tác động từ đại dịch. Thông qua buổi tiếp xúc, cử tri quận Sơn Trà cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến các thiết chế văn hóa ở cơ sở, bảo tồn, trùng tu các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn quận, giải quyết các điểm ô nhiễm môi trường, có biện pháp nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tiếp tục quan tâm đến vấn đề đảm bảo trật tự đô thị, an sinh xã hội tại địa phương.